Không để cho anh tít bắn thử tí à? Mít đây, bắn lại, bắn gần con ơi. Lại đây một tí, không lại kia vướng cái kia kìa. Gần đây, không lên tòa nhà kìa, đấy. Tít đây, thì múa điệu lắc mông của chân nào. Mít ơi, ai bảo để cái dây nịt nó cong, phải để thẳng dây nịt ra. Đâu rồi nào? Con phải để thẳng dây nịt ra cơ mà. Bố bảo để thẳng dây nịt ra cơ mà, không để thẳng nịt à? Thì chỉ có bắn một tay thôi. Mít ơi, đau không? Đau chứ. Sót quá trời. Để thẳng dây lịt ra cơ tít ạ. Thẳng dây lịt ra. Máu rồi, máu chơi. Để thẳng dây lịt ra con ạ. Được rồi, như vậy được rồi. Con vẻ tay con hơi cong xuống một tí. Bố thấy dây lịt thẳng đây nhưng mà tay con phải hơi cong rồi như mít kìa. Đấy, hơi cong xuống một tí như vậy. Đấy. Huh?